Binh sĩ Ukraine tự tin chặn đà tiến công của Nga sau khi tiếp nhận đạn pháo viện trợ. Tổng thống Zelensky nói Ukraine đang chiếm ưu thế và đạt kết quả đáng kể ở Kharkov. Ukraine tăng cường cảnh giác tại Sumy, Kyiv dùng tên lửa Mỹ chế tạo tấn công Nga. EU thông qua kế hoạch sử dụng lợi nhuận thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga. Phản ứng của Israel và Hamas trước lệnh bắt giữ của Tòa hình sự quốc tế ICC. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, ngay sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, theo thông tin từ nhóm binh sĩ Ukraine hoạt động ở vùng Kharkov, tình trạng thiếu hụt đạn dược trong suốt thời gian qua đã bắt đầu được cải thiện. Tại mặt trận chủ chốt hiện nay, ở thị trấn Vovchansk, các khẩu pháo đang hoạt động cả ngày lẫn đêm trước đòn tấn công từ Nga. Tuy nhiên, một chỉ huy đơn vị pháo binh Ukraine nói rằng khi đạn pháo viện trợ liên tục được chuyển đến thì việc giữ vững tiền tuyến là hoàn toàn khả thi. Theo hãng tin Reuters, các lực lượng phòng thủ Ukraine đã gặp khó khăn suốt nhiều tháng qua do tình trạng thiếu đạn pháo và nhiều loại vũ khí khác giữa lúc Quốc hội Mỹ chưa phê chuẩn gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 61 tỷ đô la Mỹ. Tận dụng tình hình, các lực lượng Nga đã tạo được lợi thế trên tiền tuyến và đẩy mạnh tấn công về mặt trận phía đông. Sau khi Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ vào tháng 4, các binh sĩ Ukraine cho biết tình trạng thiếu hụt đạn dược trầm trọng bắt đầu giảm bớt. Nhóm lính Ukraine hoạt động ở các quận phía bắc vùng Kharkov cho biết, giao tranh hiện tại còn dữ dội hơn nhiều so với nhiệm vụ họ từng đảm nhận ở Bakhmut, thị trấn ở miền đông Ukraine, mà Nga giành quyền kiểm soát vào năm 2023 sau nhiều tháng giao tranh. Một binh sĩ cho biết, trước đây chúng tôi hoạt động ở khu vực Bakhmut, nhưng giờ được chuyển đến đây. Ở đây nóng hơn nhiều. Chúng tôi từng không có đạn pháo, nhưng ít nhất hiện tại chúng tôi đã có đạn pháo. Đạn pháo đã bắt đầu được bàn giao. Chúng tôi có đạn pháo để chiến đấu. Hồi đầu tháng này, các lực lượng Nga đã đẩy mạnh tấn công sau khi mở chiến dịch nhằm vào khu vực phía đông bắc Ukraine. Moscow tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát khoảng chục ngôi làng. Trong đó, thị trấn Vovchansk nằm cách biên giới Nga 5 km, hiện là tâm điểm trong kế hoạch tấn công của quân đội Nga. Ukraine khẳng định vẫn đang kiểm soát khoảng 60% thị trấn và tiếp tục chiến đấu để chống lại đà tấn công của Nga. Ông Vitaly, chỉ huy đơn vị pháo binh của Lữ đoàn tấn công riêng biệt số 92, tự tin rằng đạn pháo sẽ tiếp tục được chuyển tới do mọi người đều hiểu được tầm quan trọng của việc giữ vững phòng tuyến. Ông Vitaly nhấn mạnh, đúng, chúng tôi sẽ được cung cấp đạn dược vì chúng tôi đang chống lại đối phương hùng mạnh. Nếu bây giờ chúng tôi chứng minh được có thể ngăn chặn được cuộc tấn công quy mô lớn của đối phương vào thành phố Kharkov và vùng Kharkov, đối phương sẽ không dám nghĩ đến việc tấn công khu vực Kiev, Chernihiv, Sumy hay Poltava. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21 tháng 5 tuyên bố quân đội nước này tại Kharkov đang hạ đối phương và đạt kết quả đáng kể. Tuy nhiên, ông thừa nhận tình hình trên mặt trận miền đông gần các thành phố Pokrovsk, Kramatorsk và Kurakhovo vẫn cực kỳ khó khăn. Hầu hết các trận đánh đang diễn ra ở nơi này. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cùng ngày khẳng định các đồng minh phương Tây có thể hạ tên lửa Nga tập kích Ukraine từ lãnh thổ của họ. Ông Kuleba nói, không có lý do pháp lý, an ninh hay đạo đức nào cản trở đối tác của Ukraine làm điều này. Ngoại trưởng Ukraine cho biết, nếu các vị không muốn làm điều đó, hãy cung cấp cho chúng tôi tất cả phương tiện cần thiết. Chúng tôi sẽ triển khai chúng trên lãnh thổ Ukraine và tự đánh chặn tên lửa Nga. Trong khi ông Vitaly Ganchev, quan chức phụ trách tỉnh Kharkov do Nga bổ nhiệm, thông báo quân đội nước này đã kiểm soát hoàn toàn khu vực phía bắc thành phố Vovchansk, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đáp lại bằng lời tuyên bố quân đội nước này tại Kharkov đang hạ đối phương và đạt kết quả đáng kể. Tuy nhiên, ông thừa nhận tình hình trên mặt trận miền đông gần các thành phố Pokrovsk, Kramatorsk và Kurakhovo vẫn cực kỳ khó khăn, hầu hết các trận đánh đang được diễn ra ở đây. Trước đó, Phó tỉnh trưởng Kharkov Roman Semenuka cho biết quân đội Nga đang tiếp tục tiến công, đặc biệt là tại Vovchansk để đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi thành phố. Theo tỉnh trưởng Ole Siniehubov, chiến tuyến hiện chạy dọc theo con sông cắt ngang thị trấn. Binh sĩ Ukraine đang cố gắng giữ từng ngôi nhà, con phố trong thành phố Vovchansk, còn kế hoạch kiểm soát nhanh chóng khu vực phía bắc tỉnh Kharkov của lực lượng Nga đã thất bại. Tổng thống Zelensky tuần trước đã cảnh báo Nga mới chỉ mở loạt đợt tiến công đầu tiên và có thể nhắm tới thành phố Kharkov, thủ phủ của tỉnh cùng tên và đô thị lớn thứ hai Ukraine. Kể từ tuần trước, Nga đã tiến được 3 đến 8 km ở đông bắc Ukraine, chủ yếu là ở các địa hình mở. Theo một quan chức Mỹ, Moscow vẫn chưa tấn công vào phòng tuyến đầu tiên của Ukraine. Quan chức này cho rằng mối lo ngại hiện nay là cuộc tiến công của Nga có thể đặt Kharkov vào tầm bắn của các lực lượng Moscow. Trên thực tế, các quan chức Mỹ tin rằng Nga đang tìm cách thiết lập một vùng đệm ở đông bắc Ukraine nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào các thành phố của nước này. Trong khi Nga dường như khó có thể đạt được đột phá lớn, thì tinh thần chiến đấu và nhân lực của Ukraine có thể trở thành vấn đề sau nhiều tháng giao tranh liên tục với rất ít lực lượng được tăng cường và nguồn cung đạn dược cạn kiệt. Việc Quốc hội Mỹ trì hoãn thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ đã làm suy yếu phòng tuyến của Ukraine bởi các hệ thống phòng không cần thiết nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tên lửa và bom lượn của Nga ngày càng giảm. Đạn dược đang đến tiền tuyến Ukraine sau khi gói hỗ trợ gần đây được thông qua. Ukraine cũng sẽ điều động thêm nhiều thanh niên đủ điều kiện tham gia quân ngũ và điều này giúp các lực lượng đã giao tranh nhiều tháng qua được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, theo chuyên gia, việc Nga chật vật trong việc phối hợp quân đội, xe tăng và chiến đấu cơ đã hạn chế khả năng nước này xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine. Hệ thống phòng không của Kyiv đã ngăn cản lực lượng không quân Nga yểm trợ cho lực lượng mặt đất để thực hiện những bước tiến quan trọng. Cả quân đội Ukraine và các cơ quan tình báo quân sự của nước này đều từ chối trả lời liệu hoạt động của Nga gần Kharkov có phải là sự thay đổi lớn đối với cục diện xung đột hay không. Chỉ huy cốt 9.2, một đơn vị UAV thuộc Lữ đoàn 92 của Ukraine, ông Alexander Nastenko cho hay sự gia tăng số lượng UAV cỡ nhỏ ở Ukraine đã biến khu vực nằm ngoài vùng xám của hai bên thành tử địa. Nhưng ai dám di chuyển cả ngày lẫn đêm dưới con mắt săm soi của UAV đối phương sẽ thiệt mạng ngay lập tức. Máy bay không người lái giá rẻ được triển khai ở Ukraine đã thay đổi chiến tranh hiện đại và bước đầu mang lại lợi thế cho quân đội Ukraine trên chiến trường, nơi họ luôn bị áp đảo về quân số và hỏa lực. Ông Nastenko nói đây là sự phát triển cho sự sống còn của chúng tôi. Đơn vị cốt 9.2 di chuyển tới vị trí mới để thực hiện nhiệm vụ quan trọng, phóng máy bay không người lái UAV qua biên giới Nga và giải mìn trên các tuyến đường chính trong lãnh thổ đối phương. Đơn vị này cần nhanh chóng triển khai UAV từ chiếc Humvee trước khi trời tối. Lúc trời nhá nhem là thời cơ để họ hành động và có thể thoát khỏi tầm ngắm của những chiếc UAV Nga bay lượn phía trên. Nhiệm vụ của đơn vị cốt 9.2 được tiến hành cách biên giới hơn 6 km, ở nơi không có tiền tuyến cố định và gần Nga như vậy có nghĩa các nhóm trinh sát của đối phương có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Trang thiết bị của mật danh 9.2 khá đơn giản, chỉ gồm một đĩa thu phát tín hiệu vệ tinh Starlink, một anten truyền tín hiệu cho UAV tầm xa, hàng chục gói pin và hai chiếc UAV cỡ đại Vampire Macaron. Các thiết bị được đưa đến đường hào và bong ke, lắp ráp và sử dụng trong vòng 30 phút. Họ chỉ có thể tiến hành nhiệm vụ giải min khi trời đã tối hẳn, nhưng mọi chuyện cũng không hề dễ dàng. Những mối nguy hiểm luôn rình rập. Thực tế, ngay khi hai nhân viên điều khiển UAV là Andri và ATACMS rời bong ke để bắt đầu công việc, một tiếng động lớn buộc họ phải chạy nhanh vào nơi trú ẩn. Cách duy nhất để Andri và đồng đội không bị UAV trinh thám trang bị camera tầm nhiệt Orlan phát hiện chính là phải ẩn nấp và lắng nghe thật kỹ để xác định các thiết bị này đã bay qua. Andri nói, cứ như vậy suốt đêm. Đây không phải là lần đầu tiên đơn vị cốt 9.2 tập kích lãnh thổ Nga. Trước đó, theo trang Business Insider, Ukraine cho biết UAV Vampire Macaron bay gần xe tăng và xe thiết giáp của Nga vào ban đêm trước khi tấn công mục tiêu bằng lượng chất nổ lớn. Bộ Quốc phòng Ukraine đã chia sẻ được video từ United 24, một trang truyền thông của chính phủ Ukraine về UAV Vampire và gọi nó là cơn ác mộng của Nga. Đoạn video đã đề cập tới đơn vị UAV Unit cốt 9.2 hoạt động bên ngoài thành phố Bakhmut. Những người điều khiển đã sử dụng UAV cỡ nhỏ DJI Mavic vào ban ngày. Đoạn video nhấn mạnh, nhưng vào ban đêm là thời điểm UAV Vampire cất cánh. UAV Vampire bay nhanh với tốc độ khoảng 23 m/giây và mang theo khối lượng chất nổ lớn. Đoạn video cho hay, với khả năng chở tới 15 kg và quãng đường bay là 10 km, UAV Vampire đã trở thành cơn ác mộng thực sự đối với binh sĩ Nga. Theo Ukraine, ưu điểm của UAV Vampire là tính năng chụp ảnh nhiệt, cho phép người điều khiển xác định và nhắm mục tiêu vào ban đêm. Một số UAV khác cũng có thể chụp ảnh nhiệt, nhưng với khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm và mang theo khối lượng thuốc nổ lớn đã biến UAV Vampire trở thành vũ khí đáng giá của Ukraine. Theo tờ Business Insider, một đoạn video được Trung đoàn Kraken, một đơn vị đặc nhiệm thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, công bố trên Telegram kèm theo chú thích. di chuyển trong điều kiện khó khăn dưới hỏa lực liên tục của pháo binh đối phương. Trung đoàn Kraken chịu trách nhiệm về nhân sự và hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị ở Chashovya. Theo đoạn video, các binh sĩ đặc nhiệm Ukraine ngồi trên một phương tiện chiến thuật hạng nhẹ, di chuyển dọc theo con đường đất và liên tục né tránh hỏa lực dữ dội từ súng cối của Nga. Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận đoạn video được quay ở Chashovya, thị trấn chiến lược ở tỉnh miền đông Donetsk, đã bị các lực lượng Nga tấn công không ngừng trong những tháng gần đây. Theo tờ Washington Post, Trung đoàn Kraken là lực lượng tình nguyện được các cựu chiến binh lữ đoàn Azov thành lập từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Tên và phù hiệu của trung đoàn này được lấy cảm hứng từ loài quái vật biển huyền thoại Kraken. Còn theo Military, chiếc xe di chuyển trong video là Cobra 2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Otoka, nhà sản xuất Cobra 2, mô tả đây là thiết giáp chiến thuật bánh lốp 4x4. Cobra 2 được thiết kế dạng module, có các đặc tính kỹ thuật và chiến thuật vượt trội, cho phép chiếc xe di chuyển dễ dàng trên các địa hình gồ ghề. Ngoài ra, chiếc xe còn có khả năng chống mìn và chống đạn hiệu quả cao. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cũng nhận định Nga đang tập trung một cụm quân hạn chế do thiếu nhân lực và phối hợp rời rạc theo hướng Sumy, tỉnh láng giềng của Kharkov. Tuy nhiên, theo đánh giá, ngay cả với binh lực khiêm tốn như vậy, Nga cũng có thể đạt được hiệu quả theo ý đồ mong muốn là thu hút thêm và giam chân các đơn vị Kiev ở khu vực biên giới. Phó chỉ huy một lữ đoàn Ukraine hoạt động ở phía bắc khu vực Kharkov đã báo cáo rằng quân đội Nga, bao gồm cả đặc nhiệm Chechnya, đang tập trung về hướng Sumy. Nhưng số binh sĩ hạn chế đó cho thấy mục tiêu của Moscow là thu hút và kiềm chế lực lượng Kiev ở khu vực biên giới. ISW tiếp tục đánh giá rằng ngay cả hoạt động hạn chế của Nga ở các khu vực khác của biên giới cũng dẫn đến việc kéo căng lực lượng Ukraine dọc theo mặt trận rộng lớn, đồng thời tạo ra mối đe dọa có thể xảy ra các cuộc đột kích ở các vùng biên giới khác bên cạnh khu vực phía bắc Kharkov. Theo Kiev Independent, phát ngôn viên lực lượng biên phòng Ukraine Andriy Demchenko nói rằng đã có một số đơn vị quân đội Nga xuất hiện ở biên giới giáp với tỉnh Sumy và Kiev đang tăng cường cảnh giác ở khu vực này. Ông Demchenko nói, chúng ta không thể bỏ qua khả năng đối thủ tổ chức tiến công theo hướng Sumy. Đường biên giới ở tỉnh Sumy dài hơn 560 km và việc Nga tập kích ở đây sẽ khiến lực lượng phòng thủ bị phân tán. Mục đích chính của họ là buộc chúng ta phải dàn trải lực lượng. Trước đó, lãnh đạo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov dự đoán Nga sẽ tiến hành một chiến dịch tương tự Kharkov ở Sumy. Chính phủ Ukraine cũng đã có một số động thái sơ tán người dân ở Sumy trước nguy cơ từ những đợt tập kích của Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ nhận định Nga đang tập trung một cụm quân hạn chế do thiếu nhân lực và phối hợp rời rạc theo hướng Sumy, tỉnh láng giềng của Kharkov. Tuy nhiên, ngay cả với binh lực khiêm tốn như vậy, Nga cũng có thể đạt được hiệu quả theo ý đồ mong muốn là thu hút thêm và giam chân các đơn vị Kiev ở khu vực biên giới. Ở diễn biến khác, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine trước đó thông báo trên Facebook rằng giao tranh vẫn đang diễn ra xung quanh khu định cư Bilohorivka trong vùng Lugansk và lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công ở khu vực Siversk gần đó. Quân đội Ukraine đưa ra thông báo trên vài giờ sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn Bilohorivka và giành được những vị trí tốt hơn trong khu vực. Phía Ukraine cũng đã tấn công thành phố Sverdlovsk do Nga kiểm soát trong vùng Lugansk thuộc miền đông Ukraine bằng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp và máy bay không người lái UAV, khiến 8 người bị thương. Quân đội Ukraine đã nhiều lần sử dụng loại đạn này để tập kích và gây nhiều thiệt hại cho lực lượng Nga từ đầu xung đột, nhưng chỉ nhắm vào các mục tiêu trên vùng đất Nga kiểm soát, không tiến hành các đòn tấn công qua biên giới. Tài khoản Supernova_Plus chuyên đưa tin về xung đột tại Ukraine đã đăng video đoàn xe Nga di chuyển trên cánh đồng để tiến về phòng tuyến của Ukraine. Video được quay bằng máy bay không người lái UAV do binh sĩ Nga có biệt danh Chelyabinsk vận hành. Người này ngồi ở sở chỉ huy, quan sát chiến trường bằng UAV từ trên cao để hướng dẫn đường đi cho đoàn xe tăng Nga thông qua bộ đàm. Trong video, Chelyabinsk liên tục hướng dẫn xe tăng Nga cách di chuyển để tránh mìn của đối phương, song một vài chiếc dường như vẫn trúng mìn khiến thành viên kíp lái bị thương. Ở gần cuối video, Chelyabinsk báo cáo cho chỉ huy có biệt danh Geyser về việc con đường này đã bị gài đầy mìn, điều không được đề cập khi họ lên kế hoạch tấn công, khiến 2 xe tăng bị vô hiệu hóa. Đáp lại, Geyser nói con đường không có mìn và yêu cầu đoàn xe tiếp tục tiến lên phía trước. Đúng lúc đó, xe tăng ở cuối đoàn cán phải mìn và phát nổ. Vụ nổ kích hoạt khoang chứa đạn trên xe tăng tạo ra ngọn lửa lớn bốc cao lên bầu trời. Chelyabinsk chất vấn khoang đạn đã phát nổ, họ vẫn đang đi theo đường này mà. Cổng thông tin điện tử quân đội Ukraine nhận định có khả năng lực lượng của Kiev đã bí mật gài mìn trên con đường này hoặc đoàn xe tăng Nga đã đi sai hướng. Trước đó, Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 Ukraine, đơn vị đang tác chiến gần thành phố Avdiivka ở tỉnh miền đông Donetsk, cũng đã đăng video cho thấy cuộc tấn công quy mô lớn bằng đội hình xe tăng, thiết giáp của Nga nhằm chọc thủng phòng tuyến đối phương. Đầu video, hai thiết giáp Nga di chuyển trên đường hướng về phòng tuyến của lực lượng Ukraine. Cả hai đều được gắn giáp lồng chống drone tự sát, một chiếc được trang bị thêm thiết bị tác chiến điện tử. Sau khi đi vòng qua xác một phương tiện bị phá hủy, thiết giáp Nga dẫn đầu mũi xung kích bất ngờ phát nổ dữ dội, có thể do cán phải mìn chống tăng hoặc trúng đạn pháo lữ đoàn 47. Đòn đánh khiến chiếc xe mất khả năng di chuyển, buộc các binh sĩ phải bỏ xe. Thiết giáp này sau đó bị drone Ukraine đánh bồi và cháy trơ khung. Thiết giáp mang thiết bị gây nhiễu phía sau cũng bị tấn công, song dường như không bị hư hại. Lực lượng Nga gần đây hứng chịu nhiều thiệt hại về tăng thiết giáp, trong bối cảnh Moscow đang đẩy mạnh tấn công trên nhiều hướng. Giới chuyên gia cũng nhận định Nga đã hứng chịu tổn thất nặng về xe tăng, thiết giáp sau hơn 2 năm xung đột, song vẫn có thể tiếp tục huy động lượng lớn khí tài kiểu này trong các cuộc tấn công nhờ năng lực sản xuất ấn tượng, đủ bù đắp thiệt hại trong chiến sự. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vừa qua Liên minh châu Âu EU đã phê duyệt việc dùng lợi nhuận từ tài sản Ngân hàng Trung ương Nga để vũ trang cho Ukraine, giữa lúc Mỹ kêu gọi một kế hoạch tham vọng hơn. Vừa qua, Liên minh châu Âu EU đã phê duyệt việc dùng lợi nhuận từ tài sản Ngân hàng Trung ương Nga để vũ trang cho Ukraine, giữa lúc Mỹ kêu gọi một kế hoạch tham vọng hơn. Việc EU dùng tài sản Nga để hỗ trợ vũ khí cho Ukraine là chủ đề gây tranh cãi. Nội bộ EU trước đây đã cân nhắc kỹ trước quyết định này, trong khi Nga nhiều lần cảnh báo sẽ đáp trả nếu kế hoạch trên được thực hiện. Khi phê chuẩn động thái trên, EU hy vọng sẽ mang tới 3 tỷ euro mỗi năm để giúp Ukraine chống lại Nga. Cuộc xung đột Ukraine-Nga đã kéo dài tới năm thứ 3 và hiện Kiev đang gặp nhiều bất lợi cũng như thiếu hụt vũ khí, nhân sự. Đã mất nhiều tháng tranh cãi, EU mới phê duyệt kế hoạch này. Trong khi đó, Mỹ và Anh được cho là đang cố gắng thúc đẩy một kế hoạch khác tại nhóm các nền kinh tế G7. Slovakia và Hungary bày tỏ dè dặt trước khả năng cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev, trong khi Cộng hòa Séc ủng hộ việc sử dụng số tiền thu được từ tài sản của Nga bị phong tỏa ở châu Âu để hỗ trợ và tái thiết Ukraine. Theo kế hoạch của EU, lợi nhuận hàng năm của các tài sản này dự kiến từ 2,5 đến 3 tỷ euro và 90% số tiền thu về sẽ được sử dụng để mua vũ khí cho Kiev thông qua cơ chế hòa bình châu Âu EPF. 10% còn lại sẽ được chuyển vào ngân sách EU và được sử dụng cho mục đích tái thiết Ukraine. Mỹ và các đồng minh đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga như một phần của các lệnh trừng phạt việc Moscow hoạt động quân sự ở Ukraine. Hầu hết số tài sản đó đang được nắm giữ ở EU. Nguồn tin ngoại giao Liên minh châu Âu cho biết Ukraine dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ đầu tiên vào tháng 7 tới. Liên minh châu Âu kỳ vọng các tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng ở Liên minh châu Âu sẽ mang lại lợi nhuận khoảng 15 đến 20 tỷ euro vào năm 2027. Phản ứng về động thái của Liên minh châu Âu, quyền đại diện thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu Kirill Lokvinov nhấn mạnh kế hoạch của Liên minh châu Âu về việc chuyển lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga sang Ukraine sẽ gây ra những hậu quả không thể lường trước. Trước đó, giới chức Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây về hậu quả của việc can thiệp vào tài sản bị phong tỏa Nga ở nước ngoài. Tạp chí Politico dẫn lời 5 nhà ngoại giao ẩn danh cho hay, các quan chức EU đang tích cực thuyết phục chính phủ Hungary đồng ý bắt đầu các cuộc thương lượng để Ukraine gia nhập khối vào ngày 25 tháng 6 tới đây. Các nhà ngoại giao này tin động thái sẽ nâng cao tinh thần cho người Ukraine trong cuộc xung đột đang tiếp diễn với Nga. Các nguồn thạo tin cho hay, Kiev và Bruxelles đang đàm phán với Budapest để giải quyết vấn đề người Hungary thiểu số ở Ukraine. Sau cuộc đối thoại hồi tháng 4 giữa Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Demchenko và Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, các bên ghi nhận động lực tích cực của cuộc đàm phán. Theo một nhà ngoại giao, Kiev đã phản hồi danh sách 11 điểm do Budapest đưa ra và đang chờ phản hồi của chính phủ Hungary. Một nhà ngoại giao EU tin Hungary có thể muốn kết thúc các cuộc thương lượng về việc kết nạp Ukraine trước khi nước này đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU vào ngày 1 tháng 7. Ukraine và các nước ủng hộ trong EU đang kêu gọi tổ chức một hội nghị liên chính phủ giữa Bruxelles và Kiev trước thời điểm này. Theo các nhà ngoại giao, Hungary muốn hoàn thành nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng EU thành công. Bỉ, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng, cũng đang cố gắng thuyết phục Hungary rằng việc kết nạp Ukraine vào EU mang lại lợi ích chính trị cho cả Budapest. Các quan chức Bỉ đã lên lịch tổ chức một hội nghị liên chính phủ vào ngày 25 tháng 6. Tuy nhiên, như thường lệ, không thể đoán trước được Hungary sẽ làm gì cho đến khi EU nhận được tin từ chính Thủ tướng Viktor Orbán, một nhà ngoại giao nhấn mạnh. Trước đó, ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine mong muốn EU thực hiện các bước cần thiết để bắt đầu đàm phán về việc Ukraine gia nhập liên minh. Ông đồng thời cho rằng EU cần có sự tham gia của các quốc gia châu Âu khác, ví dụ như hai nước Liên Xô cũ là Georgia và Belarus, đồng minh thân cận của Nga. Ukraine nộp đơn gia nhập EU vào năm 2022, không lâu sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt. Cuối năm ngoái, EU đã đưa ra một quyết định lịch sử khi đồng ý khởi động đàm phán kết nạp Ukraine ngay giữa giai đoạn xung đột. Tuy nhiên, quyết định này không đồng nghĩa với việc Ukraine có thể gia nhập EU ngay lập tức. Quá trình này có thể kéo dài nhiều năm, song nó sẽ là một động lực chính trị rất lớn cho Kiev trong bối cảnh chiến sự hiện nay với Nga. Ukraine cũng đã nộp đơn gia nhập NATO và đang chờ phê chuẩn. Tờ New York Times tuần trước đưa tin, đối mặt với tình trạng thiếu quân nghiêm trọng, Kiev được cho là đã yêu cầu Mỹ và NATO giúp đào tạo khoảng 150.000 tân binh tại nước này để có thể bổ sung nhân lực cho mặt trận nhanh hơn. Tuy nhiên, cựu quan chức ngoại giao Mỹ Victoria Nuland lập luận rằng việc chính thức đưa các cố vấn quân sự phương Tây tới Ukraine sẽ tạo ra những rủi ro không đáng có. Các cố vấn NATO sẽ chiếm phần lớn trong kế hoạch huấn luyện lực lượng Ukraine tại nước này. Trả lời phỏng vấn ABC News, bà Nuland thừa nhận các cuộc tấn công mới của Nga đang khiến quân đội Ukraine khó có thể bổ sung kịp nhân lực cho mặt trận, trong khi các căn cứ huấn luyện ở nước ngoài không đáp ứng được yêu cầu của chiến trường. Cũng theo bà Nuland, dù lý do nào đi nữa cũng không triển khai cố vấn quân sự đến Ukraine. Bà Nuland nhấn mạnh, tôi lo ngại rằng các căn cứ huấn luyện của NATO ở Ukraine sẽ trở thành mục tiêu của quân đội Nga. Điều này cũng trực tiếp ám chỉ NATO đã triển khai quân đến Ukraine và hành động này có thể khiến xung đột leo thang theo một hướng khác. Bà Nuland phân tích, trong trường hợp NATO thực hiện kế hoạch đưa cố vấn đến Ukraine, Nga hoàn toàn có thể đáp trả tương xứng bằng một cuộc tấn công vào lãnh thổ các nước thành viên của liên minh. Trước đó, Nhà Trắng đã nhiều lần khẳng định sẽ không triển khai quân đội Mỹ, thậm chí cả cố vấn quân sự đến Ukraine. Theo bà Nuland, các chương trình huấn luyện cho quân đội Ukraine đều diễn ra ở các nước châu Âu. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, việc tổ chức các căn cứ huấn luyện tại Ukraine được xem là giải pháp tốt nhất dù mang đến nhiều rủi ro. Hiện tại, NATO đang huấn luyện binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ của các quốc gia thành viên, bao gồm Anh, Đức và Ba Lan. Các quan chức châu Âu trước đó đã thừa nhận sự hiện diện của một số cố vấn quân sự ở Ukraine kể từ khi xung đột diễn ra vào năm 2022. Còn theo Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, cố vấn quân sự từ một số quốc gia thành viên NATO đã huấn luyện binh sĩ Ukraine ở tại nước này. Bà khẳng định điều này sẽ không dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga vì nhóm cố vấn này đều là tình nguyện viên đã giải ngũ. Trong một bài phát biểu vào tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lần đầu tiên nêu ra vấn đề gửi quân NATO tới Ukraine, đồng thời gọi đây là một ý tưởng không thể loại trừ. Estonia và Litva sau đó đã bày tỏ sự ủng hộ trong việc gửi cố vấn quân sự hoặc lực lượng hậu cần đến Kiev để giúp Ukraine bổ sung thêm quân cho tiền tuyến. Đầu tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga ước tính tổn thất quân sự của Ukraine đã vượt quá 111.000 người chỉ trong 4 tháng đầu năm nay. Kiev hiện có ý định huy động thêm hàng trăm nghìn binh sĩ theo luật mới, ngăn chặn tình trạng trốn quân dịch. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas trong một cuộc phỏng vấn đã bác bỏ lo ngại thiếu cơ sở về viễn cảnh NATO bị kéo vào xung đột với Nga vì một số nước thành viên liên minh cử cố vấn quân sự đến Ukraine hỗ trợ huấn luyện lực lượng nước này. Bà lập luận rằng NATO không thể tự động kích hoạt điều 5 về phòng vệ tập thể dù cho lực lượng nước thành viên bị tấn công tại Ukraine. Thủ tướng Kallas cho biết một số nước đã gửi cố vấn đến huấn luyện tại thực địa ở Ukraine, song không nêu cụ thể và nhấn mạnh những quốc gia đó đã tự chấp nhận rủi ro. Thủ tướng Estonia bình luận, ngay cả khi những cố vấn này bị thương, sẽ không có kịch bản nước đó tuyên bố kích hoạt điều 5 và đòi ném bom Nga. Đây không phải cách vận hành của NATO, không có cơ chế tự động kích hoạt điều khoản. Những lo ngại về viễn cảnh này hoàn toàn thiếu cơ sở. Nữ chính trị gia 46 tuổi cho rằng phương án hỗ trợ huấn luyện quân đội Ukraine trên lãnh thổ Ukraine thay vì bên ngoài vùng chiến sự sẽ không làm gia tăng xung đột. Truyền thông Mỹ tuần trước tiết lộ một số thành viên NATO đang thảo luận phương án gửi cố vấn quân sự hoặc nhà thầu quân sự đến hỗ trợ Ukraine huấn luyện và bảo trì vũ khí. Trước đó, Đại tướng Mỹ Charles Brown, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho rằng NATO đã điều lực lượng tới huấn luyện binh sĩ Ukraine trong tương lai, dù điều này có thể gây gia tăng xung đột với Nga. Ông Charles Brown cho biết, việc NATO triển khai huấn luyện viên quân sự tới Ukraine dường như chắc chắn sẽ xảy ra. Ông nói, chúng tôi cuối cùng sẽ đến đó sau quãng thời gian nữa. Theo ông, làm điều đó vào thời điểm này sẽ khiến các huấn luyện viên NATO gặp nguy hiểm và buộc Ukraine phải cân nhắc sử dụng những hệ thống phòng không quý giá để bảo vệ lực lượng của liên minh thay vì các cơ sở hạ tầng quan trọng của Kiev trên chiến trường. Theo hiến trương NATO, Washington có nghĩa vụ hỗ trợ phòng thủ trong trường hợp huấn luyện viên quân sự của khối bị tấn công tại Ukraine, điều có thể kéo Mỹ vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Ukraine hiện thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực, quân đội nước này cũng đang ngày càng thất thế trên tiền tuyến, trong bối cảnh lực lượng Nga đẩy mạnh tiến công nhằm tận dụng khoảng thời gian viện trợ quân sự của Mỹ chưa được chuyển đến. Cuộc tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược sẽ diễn ra trong khung thời gian thích hợp. Đây là tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra ngày 20 tháng 5, song ông không cho biết thời gian cụ thể. Phát biểu với báo giới, ông Peskov nêu rõ Tổng tư lệnh tối cao Nga Vladimir Putin đã đưa ra chỉ thị về cuộc tập trận. Cuộc tập trận sẽ được tiến hành trong thời gian thích hợp. Theo ông, Bộ Quốc phòng Nga sẽ sắp xếp ngày giờ cụ thể. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, theo chỉ thị của Tổng thống Putin, Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga bắt đầu chuẩn bị tập trận trong thời gian tới với các đơn vị tên lửa của quân khu phương Nam, có sử dụng máy bay và hạm đội hải quân. Cuộc tập trận nhằm bảo đảm tuyệt đối chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liên bang Nga nhằm đối phó với các mối đe dọa và khiêu khích. Nga nhiều lần nêu rõ học thuyết về hạt nhân của nước này. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi tháng 3, Tổng thống Putin một lần nữa nhấn mạnh Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu xuất hiện bất cứ mối đe dọa nào đối với sự tồn tại, độc lập, chủ quyền của đất nước. Vũ khí hạt nhân chiến thuật là loại vũ khí được thiết kế để sử dụng trên chiến trường, có thiết kế nhỏ hơn và được sử dụng ở khoảng cách ngắn, khác với vũ khí hạt nhân chiến lược vốn được dùng để tấn công các mục tiêu chiến lược ở khoảng cách xa. Liên quan đến vấn đề này, vừa qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết quyết định gần đây của Moscow về việc tiến hành cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật một phần do lập trường ngày càng gia tăng của một số quốc gia phương Tây. Tuy nhiên, ông Ryabkov chỉ ra rằng học thuyết hạt nhân của Moscow vẫn không thay đổi khi chỉ cho phép sử dụng những loại vũ khí như vậy trong trường hợp tồn tại của quốc gia bị đe dọa. Theo các quan chức quân sự, cuộc tập trận hạt nhân nhằm thể hiện sự sẵn sàng của Moscow trong việc đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền vô điều kiện của quốc gia. Khi được hỏi liệu Nga có sửa đổi chiến lược răn đe hay không, ông Ryabkov nhấn mạnh hiện tại không có thay đổi nào, nhưng tình hình đang chuyển biến. Ông nói thêm rằng Nga đang phân tích tình hình để xem học thuyết hạt nhân hiện tại có đủ để đảm bảo an ninh của Nga hay không. Ông Ryabkov nói thêm, chúng tôi cảnh báo các đối thủ của mình rằng hành động gia tăng của họ đương nhiên buộc chúng tôi phải thực hiện các bước để tăng cường các biện pháp răn đe một cách hiệu quả. Người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin và khoảng 50 nhà lãnh đạo quốc phòng từ châu Âu và trên thế giới đã nhóm họp hôm 20 tháng 5 để thảo luận về việc tăng thêm viện trợ quân sự cho Ukraine khi Kiev vừa cố gắng ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga ở phía Đông Bắc, đồng thời tiến hành cuộc tấn công lớn vào bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Ông Austin nói, chúng ta đang gặp nhau trong một thời điểm đầy thử thách, đồng thời lưu ý rằng cuộc tấn công dữ dội mới của Nga vào Kharkov cho thấy tại sao việc các nước tiếp tục hỗ trợ Ukraine là quan trọng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cam kết sẽ tiếp tục vận chuyển vũ khí của Mỹ tuần này qua tuần khác. Tại cuộc họp này, Mỹ không công bố gói viện trợ mới nào, ngay cả khi lực lượng Ukraine tiếp tục phàn nàn rằng vũ khí chỉ được đưa vào nước này sau thời gian dài đình trệ. Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết vũ khí được bố trí sẵn ở châu Âu đã bắt đầu được chuyển vào Ukraine ngay sau khi nguồn viện trợ được phê duyệt. Không rõ bao nhiêu trong số đó đã đến được một số tiền tuyến nơi quân đội Nga đã tăng cường tấn công. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng các quyết định viện trợ quân sự từ các đồng minh phương Tây bị trễ khoảng một năm khi lực lượng Nga mở các đợt tấn công dữ dội ở khu vực phía đông bắc Kharkov. Trong bối cảnh lực lượng Kiev đang yếu thế trên tiền tuyến, Tổng thống Ukraine cho rằng quyết định viện trợ của Mỹ và phương Tây đã đến muộn khoảng một năm so với tình hình thực tế. Tuyên bố này của ông Zelensky được đưa ra khi gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ đã được Tổng thống Mỹ thông qua và đang trên đường tới Ukraine sau 4 tháng bị trì hoãn tại Quốc hội. Ông Zelensky mô tả việc Mỹ và phương Tây viện trợ vũ khí, đặc biệt là các hệ thống phòng không như hệ thống Patriot mà Ukraine đang sử dụng để ngăn chặn các mũi tiến công của Nga là một bước tiến lớn, nhưng trước đó là hai bước lùi, đồng thời đề xuất những phương pháp giúp đỡ trực tiếp và hiệu quả hơn từ phía đồng minh ví dụ như bắn hạ tên lửa Nga trên lãnh thổ Ukraine trong một số trường hợp nhất định. Các quan chức Ukraine cho biết lực lượng Nga đã chiếm gần một nửa thị trấn Vovchansk ở phía đông bắc Ukraine, trong khi Washington thừa nhận rằng Ukraine và các đồng minh đang ở trong thời điểm thử thách. Thị trấn Vovchansk, cách đất liền Nga chưa đầy 4 dặm, nằm ở vùng Kharkov phía đông bắc Ukraine, đã trở thành tuyến phòng thủ chính của Kiev sau khi quân đội Nga tấn công biên giới hồi đầu tháng này. Chỉ trong vòng 11 ngày, lực lượng Nga đã tiến thần tốc trên 2 mũi tấn công, một hướng tới Vovchansk và một hướng về phía bắc Kharkov. Tuần trước, quân đội Nga đã tiến vào vùng ngoại ô phía bắc và tây bắc của thị trấn Vovchansk, nơi vẫn còn khoảng 200 dân thường đang trú ẩn. Chính quyền địa phương đã sơ tán khoảng 10.500 người khỏi khu vực biên giới kể từ ngày 10 tháng 5 khi Nga phát động cuộc tấn công vào khu vực Kharkov. Và trong một đánh giá công khai chi tiết hiếm hoi hôm 20 tháng 5, Phó Thống đốc khu vực Kharkov, ông Roman Semenukha thừa nhận trên truyền hình quốc gia rằng Nga sẽ không từ bỏ Vovchansk. Ông Semenukha nói Nga vẫn đang nỗ lực đẩy các lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi thị trấn. Khoảng 60% thị trấn do lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát, có nghĩa là các cuộc tấn công sẽ không dừng lại. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, cường kích ném bom Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã hoàn thành nhiệm vụ tấn công sở chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực quân khu phía Bắc. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 20 tháng 5 cho biết, phi hành đoàn Su-34 đã sử dụng bom nổ mạnh với mô đun lập kế hoạch và điều chỉnh phổ quát UMPC, giúp thực hiện các cuộc tấn công chính xác mà không cần xâm nhập vào khu vực phòng không của đối phương. Điều này làm tăng đáng kể độ chính xác và hiệu quả của việc ném bom, giảm thiểu rủi ro cho phi công Nga. Bộ này lưu ý rằng, các cuộc tấn công như vậy là một phần trong chiến lược vô hiệu hóa các mục tiêu của Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra. Đây không phải là lần đầu tiên Nga sử dụng máy bay Su-34 tấn công sở chỉ huy Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phi đội máy bay chiến đấu Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã hoàn thành nhiệm vụ oanh tạc các đơn vị Ukraine trong vùng hoạt động quân sự. Tiền đồn và quân đội của đối phương gần khu vực Nam Donetsk chìm trong biển bom. Theo nội dung video, lực lượng Nga sử dụng bom bay FAB-500 được trang bị mô đun hiệu chỉnh và phổ quát UMPC, một bộ công cụ cho phép biến một quả bom thông thường thành một loại đạn được dẫn đường chính xác. Trước đó, truyền thông phương Tây từng bày tỏ quan ngại về việc lực lượng không quân Nga liên tục bắn phá nhiều vị trí của Ukraine. Ước tính Moscow đã thả khoảng 100 quả bom mỗi ngày vào mục tiêu. Tờ Washington Post thông tin, cùng với máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh, Nga đã bổ sung thêm bom lượn, hỏa lực mới cho chiến dịch. FAB-500 hiện là loại bom có sức công phá lớn nhất trong biên chế quân đội Nga. Bom có trọng lượng 500 kg, thường được sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng quân sự, cũng như phá hủy các phương tiện bọc thép của đối phương. UMPC là mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát, được tạo ra để chuyển đổi bom thường thành bom dẫn đường thông minh, đồng thời tăng tầm bay của nó thêm hàng chục km. Việc tích hợp mô đun UMPC cho phép bom FAB-500 có thể mở rộng phạm vi, tấn công mục tiêu một cách hiệu quả và chính xác hơn. Được biết, máy bay Su-34 của Nga mà NATO gọi là Fullback là phiên bản máy bay 2 chỗ ngồi của tiêm kích Su-27 Fulcrum. Chúng được sử dụng làm bệ phóng bom dẫn đường trên không, và tên lửa Kh-59 mà Nga sử dụng để tấn công Kherson và nhiều khu vực khác ở Ukraine. Giá của một chiếc Su-34 ít nhất là 50 triệu đô la Mỹ. Tờ New York Times và tạp chí Wall Street Journal trích dẫn lời các quan chức ở cả Mỹ và Ukraine tiết lộ, Kiev cho rằng thông tin tình báo từ Mỹ và các đồng minh khác về các mục tiêu quân sự trên đất Nga sẽ cho phép quân đội của họ vạch ra các lộ trình tiếp cận tốt hơn cho máy bay không người lái UAV và tên lửa. Theo Kiev, mặc dù giới chức Ukraine đã có quyền truy cập vào dữ liệu hình ảnh vệ tinh thương mại, nhưng tình báo Mỹ sẽ cung cấp thông tin chi tiết và kịp thời hơn. Khai thác bản đồ địa hình chi tiết sẽ giúp các vũ khí của họ bay thấp và tránh bị radar phát hiện, tăng hiệu quả của chúng. Hai tờ báo trên và trang Politico cho biết thêm, các thành viên trong Quốc hội Ukraine cũng tiếp cận các nhà lập pháp ở Washington để yêu cầu bật đèn xanh cho quân Kiev sử dụng vũ khí Mỹ chuyển giao tấn công vào lãnh thổ Nga. Phái đoàn của Ukraine nói với Quốc hội Mỹ rằng những hạn chế của Washington đang còng tay nỗ lực chiến đấu của quân Kiev, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tấn công của các lực lượng Nga vào vùng Kharkov, đông bắc nước này. Tờ New York Times cũng lưu ý, mặc dù trước đây Mỹ đã từ chối những yêu cầu như trên, nhưng các quan chức ở Washington đang xem xét các đề nghị mới nhất của Kiev. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo công bố gói viện trợ bổ sung trị giá 2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nhấn mạnh, chúng tôi không khuyến khích cũng như không cho phép các cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga bằng hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp. Đó là chính sách không thay đổi. Ông Kirby cũng lưu ý, Washington đang theo dõi chặt chẽ các vụ tập kích của Nga ở Đông Bắc Ukraine và nỗ lực suốt ngày đêm để đưa vũ khí và trang thiết bị đến tay binh sĩ Kiev nhằm đẩy lùi những cuộc tấn công đó. Người phát ngôn lặp lại rằng, kinh phí và các khí tài viện trợ chỉ nên được sử dụng để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine thay vì tấn công các mục tiêu trên đất Nga. Ukraine từ lâu đã lập luận rằng khả năng tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp trong lãnh thổ Nga là rất quan trọng để bảo vệ Ukraine. Do vướng lệnh cấm của Mỹ, Ukraine đã sử dụng chính vũ khí của nước này để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm máy bay không người lái giá rẻ, tập kích các mục tiêu của Nga như nhà máy lọc dầu. Chiến dịch tấn công các nhà máy lọc dầu bằng máy bay không người lái đã tăng tốc và mở rộng trong những tháng gần đây. Tuy vậy, các quan chức Ukraine cho biết không có loại vũ khí nào có thể thay thế cho các trang thiết bị do Mỹ sản xuất như hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS hoặc pháo tầm xa có giá trị như hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS. Maxim Skripchenko, giám đốc Trung tâm Đối thoại xuyên Đại Tây Dương của Ukraine, cho biết Nga đã chuyển các trung tâm chỉ huy vào sâu trong biên giới và nằm ngoài tầm bắn của HIMARS. Vừa qua, Nga và Ukraine đã nhắm mục tiêu vào lãnh thổ của nhau trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và không kích vào các trung tâm đô thị và cơ sở năng lượng của đối phương. Quân đội Nga cho biết, lực lượng phòng không nước này đã hạ gần 60 UAV của Ukraine tại khu vực Krasnodar ở phía Tây Nam, khu vực mà Ukraine liên tục nhắm tới trong những tuần gần đây vì là nơi có các cơ sở năng lượng và quân sự hỗ trợ cho hoạt động chiến đấu của Nga. Các quan chức địa phương cho hay, một nhà máy lọc dầu đã bị đánh trúng trong cuộc tấn công. Trong khi đó, một quan chức an ninh giấu tên của Ukraine cho hay, UAV của nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu cũng như một sân bay quân sự của Nga trong khu vực. Các cuộc tấn công vào các trung tâm hậu cần và cơ sở tập trung quân sâu phía sau phòng tuyến của đối phương là điều thường xuyên xảy ra trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Điều này càng trở nên quan trọng hơn đối với Ukraine khi Kiev tìm cách giải tỏa áp lực đối với lực lượng quân đội đang nỗ lực ngăn chặn những bước tiến trên bộ của Nga bằng cách làm gián đoạn các hoạt động quân sự của Moscow. Kể từ mùa thu năm 2023, lực lượng Nga đã chiếm ưu thế trên chiến trường, cho phép họ tiến hành các cuộc tấn công vào nhiều khu vực khác nhau trên chiến tuyến dài 1.000 km để thăm dò và chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine. Gần đây nhất, lực lượng Nga đã mở một mặt trận mới ở đông bắc Ukraine gần Kharkov, nhanh chóng chiếm được một số khu định cư và buộc Ukraine phải tái triển khai các đơn vị từ các điểm nóng khác trên chiến trường đến Kharkov. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, quân đội Nga tiến được gần 10 km vào Kharkov trong cuộc tấn công mới nhất, tiếp cận được tuyến phòng thủ đầu tiên, nhưng vẫn chưa xuyên thủng được tuyến phòng thủ kiên cố và vững chắc nhất của Ukraine. Theo ông, Ukraine đã chuẩn bị tuyến thứ 2 và thứ 3. Tuyến thứ 2 là tuyến mạnh nhất và bao gồm các công trình kiên cố do không nằm dưới hỏa lực của Nga trong quá trình xây dựng. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay, Nga đã tiến hành hơn 80 cuộc tấn công. Nhiều cuộc tấn công trong số đó diễn ra ở khu vực Đông Nam Donetsk. Đặc biệt, quân đội Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của Nga có sự tham gia của xe tăng và Chasiv-Yar, thành trì của Ukraine và là một trong những mục tiêu chính của Nga ở khu vực Donetsk. Sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, Nga đã dần dần chiếm lại một số khu vực ở Ukraine. Nhà phân tích của tập đoàn Blackbird, Phần Lan, chuyên phân tích hình ảnh vệ tinh và quay cảnh chiến đấu từ chiến trường, Pasi Paroinen nói rằng, trong năm nay, Nga đã giành được nhiều lãnh thổ hơn số lãnh thổ bị mất trong cuộc phản công mùa hè năm 2023 của Ukraine. Một phần trong chiến lược của Ukraine nhằm ngăn chặn bước đi chậm nhưng ổn định của Nga là không kích liên tục vào các cơ sở cung cấp nhiên liệu và các sản phẩm khác cho xe tăng, tàu và máy bay chiến đấu của Nga. Theo hãng thông tấn TASS, 6 UAV Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Slaviansk thuộc vùng Krasnodar của Nga, buộc nhà máy này phải dừng hoạt động. Chiến dịch này dường như cũng nhằm mục đích làm suy yếu ngành năng lượng, vốn là cốt lõi của nền kinh tế cũng như kế hoạch quân sự của Nga. Trong một báo cáo công bố, Mỹ cho biết cuộc tấn công đã làm gián đoạn khoảng 14% công suất lọc dầu của Nga. Và đến giữa tháng 3, giá xăng và dầu diesel tại Nga đã tăng từ 20 đến 30%. Báo cáo chỉ đề cập đến khoảng thời gian từ cuối tháng 1 đến cuối tháng 3. Bán đảo Crimea đóng vai trò như một trung tâm hậu cần quân sự để Nga đưa quân và đạn dược đến chiến trường ở Ukraine. Nơi đây cũng được sử dụng làm bệ phóng cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa. Ngày 20 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hội nghị ở Thụy Sĩ, nơi dự kiến thảo luận về công thức hòa bình do Kiev đề xuất vào tháng 6, là cần thiết chủ yếu để gây áp lực lên Moscow. Trong một cuộc phỏng vấn cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết các chủ đề chính của Kiev tại hội nghị thượng đỉnh là an ninh lương thực và an ninh hạt nhân, cũng như các vấn đề nhân đạo, bao gồm cả việc trao đổi tù binh. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, trước hết, chương trình nghị sự của hội nghị là gây áp lực chính trị đối với Nga và sự tham gia của nhiều quốc gia chiếm đa số trên thế giới. Theo nhà lãnh đạo, kết quả của sự kiện là các giải pháp kỹ thuật, nhiệm vụ và kế hoạch sẽ xuất hiện, sau đó sẽ được chuyển giao và trình bày tại các nền tảng khác nhau của Nga. Hội nghị Hòa bình Quốc tế về Ukraine sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ trong các ngày 15-16 tháng 6. Bern đã mời khoảng 160 đoàn quốc tế tham dự nhưng không mời Nga, và cho đến nay hơn 60 quốc gia đã xác nhận tham dự sự kiện này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Moscow sẽ không tham gia hội nghị này. Liên quan đến hội nghị trên, trong bài trả lời phỏng vấn được hãng thông tấn PTI phát hành ngày 20 tháng 5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ tham gia tất cả các hội nghị thượng đỉnh quan trọng nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự về hòa bình, an ninh và phát triển toàn cầu. Theo đó, ông xác nhận sự tham gia của Ấn Độ vào hội nghị nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 sắp tới ở Italia và hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu Ukraine ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo vẫn chưa xác nhận việc ông có tham dự hội nghị thượng đỉnh này hay không. Theo ông, mức độ tham gia sẽ phụ thuộc vào thời gian, hậu cần và các cam kết song song. Thủ tướng Modi nhấn mạnh rằng việc Ấn Độ được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu Ukraine là công nhận vai trò quan trọng và đóng góp của nước này đối với các vấn đề quốc tế. Ấn Độ sẽ lan tỏa tiếng nói của Nam bán cầu tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới nhằm định hình diễn ngôn toàn cầu. Vừa qua, phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Amherd cho biết chính phủ Thụy Sĩ đang thúc đẩy quá trình chuẩn bị cho hội nghị nêu trên, nhưng hiện còn một số quốc gia chưa đưa ra xác nhận. Tổng thống Amherd nhấn mạnh, quá trình chuẩn bị đang được triển khai với tốc độ tối đa. Theo Tổng thống Amherd, một số quốc gia ở Nam Mỹ, Châu Phi và Trung Đông đã xác nhận tham gia và danh sách tham dự hội nghị dự kiến được tổ chức ở gần thành phố Lucerne sẽ còn thay đổi tới phút cuối cùng. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết trong giai đoạn này, Nga không nằm trong số các nước được mời tham dự. Theo bộ này, Thụy Sĩ đã để ngỏ khả năng mời Nga tham dự hội nghị nhưng Moscow không có ý định tham dự. Tuyên bố của Bộ cũng nêu rõ quan điểm của Thụy Sĩ cho rằng Nga cần tham gia tiến trình hòa bình tại Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết Nga coi Tổng thống Zelensky là mục tiêu quân sự hợp pháp bất kể nhiệm kỳ của lãnh đạo Ukraine đã kết thúc hay chưa. Ông Dmitry Medvedev ngày 20 tháng 5 tuyên bố ông ấy là người đứng đầu chính quyền đối nghịch với Nga và đang trong cuộc xung đột với chúng tôi. Lãnh đạo các quốc gia này đều được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp. Ông nhấn mạnh thêm rằng việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mất địa vị chính thức sau ngày 20 tháng 5 cũng không thay đổi điều gì. Theo hiến pháp Ukraine, nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Zelensky sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 5 và nước này phải tổ chức bầu cử Tổng thống trước đó 2 tháng. Tuy nhiên, ông Zelensky yêu cầu không tổ chức bầu cử cho tới khi xung đột chấm dứt. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20 tháng 5 cho biết việc nhiệm kỳ của ông Zelensky kết thúc sẽ không ảnh hưởng tới cuộc xung đột tại Ukraine, khẳng định chiến dịch của Nga vẫn sẽ tiếp diễn. Quan chức này hồi cuối tháng 4 cũng nhận định người dân Ukraine sẽ sớm đặt câu hỏi về tính hợp pháp đối với chức vụ của Tổng thống Zelensky. Trong khi đó, ở một diễn biến liên quan tới cuộc xung đột, phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 20 tháng 5, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia một lần nữa nhấn mạnh xung đột giữa Moscow và Kiev vẫn có thể được giải quyết một cách hòa bình và bằng ngoại giao. Ông Nebenzia phát biểu tại cuộc họp rằng không giống Ukraine, Nga chưa bao giờ từ bỏ chính sách ngoại giao. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh một giải pháp thực sự cho cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao vẫn có thể thực hiện được. Ông cho biết một giải pháp như vậy sẽ liên quan đến việc phương Tây chấm dứt cung cấp vũ khí cho Kiev cũng như việc Ukraine trở lại trạng thái trung lập và đảm bảo quyền lợi cho những người nói tiếng Nga và các nhóm thiểu số khác. Cách đây ít hôm, Tổng thống Nga Putin trong buổi họp báo nhân chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày cũng khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán nhưng không bao giờ đồng ý những điều kiện không thể chấp nhận. Tổng thống Putin cũng cho biết ông cũng đã thảo luận về một thỏa thuận hòa bình với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ông rất ấn tượng với lập trường của ông Tập Cận Bình về vấn đề này. Trước đó, trước khi lên đường thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin cũng để ngỏ cánh cửa đối thoại và đàm phán giải quyết cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm ở Ukraine. Theo Tổng thống Putin, mọi cuộc đàm phán cần tính đến những lợi ích của tất cả các bên liên quan cuộc xung đột, bao gồm lợi ích của Nga. Ông đồng thời cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch của Trung Quốc về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý về tình hình ở Trung Đông. Thưa quý vị, vừa qua, công tố viên trưởng của Tòa án Quốc tế ICC đã xin lệnh bắt quan chức cấp cao của Israel và Hamas. Nếu điều này được thông qua, thì áp lực có thể đạt lên 124 nước thành viên thông qua quy chế Rome về Tòa án Hình sự Quốc tế mà các nước trên đã ký. Công tố viên trưởng của Tòa án Quốc tế ICC, Karim Khan, mới đây đã xin lệnh bắt quan chức cấp cao của Israel, bao gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, cùng những lãnh đạo chủ chốt từ phía Hamas, gồm thủ lĩnh Yahya Sinwar, chỉ huy Mohammed Deif và lãnh đạo chính trị Ismail Haniyeh. Hội đồng thẩm phán của ICC tại Hà Lan sẽ xem xét lệnh bắt trước khi ra phán quyết. Tòa hình sự trước đây cũng từng phát lệnh bắt với một số nguyên thủ quốc gia. Trước lệnh bắt của ICC đối với Thủ tướng Israel, các quan chức Mỹ đã phản ứng dữ dội sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đệ trình lệnh bắt giữ hai nhà lãnh đạo hàng đầu của Israel liên quan đến cuộc chiến ở Gaza, một động thái mà Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng chỉ trích vì đánh đồng hành vi của Israel với vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái của Hamas. Tổng thống Mỹ Joe Biden và các đảng viên dân chủ ôn hòa đã đoàn kết với các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Quốc hội để chỉ trích ICC ngay sau thông báo lệnh bắt giữ đã được đưa ra đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cùng với ba quan chức hàng đầu của Hamas. Nhà Trắng cũng chỉ trích ICC về lệnh bắt giữ, trong đó Tổng thống Biden gọi đó là hành động thái quá trong một tuyên bố và phản đối việc đánh đồng giữa Hamas và Israel. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên rằng mặc dù có quá nhiều thương vong ở Gaza, nhưng quân đội Israel không cố ý nhằm vào dân thường. Nhưng công tố viên hàng đầu của ICC Karim Khan đã bác bỏ những lời chỉ trích trong cuộc phỏng vấn với CNN. Lưu ý rằng ông đã chỉ định một hội đồng độc lập gồm các chuyên gia luật quốc tế để xem xét quy trình ra lệnh bắt giữ. Ông Khan cho biết Israel có quyền tự vệ nhưng vẫn phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế vì không có quốc gia nào có ngoại lệ. Lệnh bắt giữ của ICC cũng khiến Israel phản ứng ngay lập tức. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Israel Israel Katz gọi đây là một nỗ lực nhằm khóa tay Israel và ngăn cản nước này thực hiện quyền tự vệ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói thêm trong tuyên bố của mình: "Tôi phản đối sự so sánh của ICC giữa Israel và Hamas." Hamas cũng phản đối ICC trong một tuyên bố vì điều mà họ cho là nỗ lực đánh đồng nạn nhân với kẻ hành quyết mà không có cơ sở pháp lý, cho rằng họ có quyền chống lại sự chiếm đóng dưới mọi hình thức, bao gồm cả phản kháng vũ trang. Sau vụ rơi trực thăng khiến Tổng thống Ebrahim Raisi qua đời, người được đồn đoán sẽ kế nhiệm vị trí lãnh tụ tối cao Iran chính là con trai của ông Ayatollah Ali Khamenei. Ông Mojtaba Khamenei được mô tả là người trong bóng tối của chính trường Iran. Tiến sĩ Aras Azizi, giảng viên Đại học Clemson cho biết, khi mọi người bắt đầu nói đến ông Mojtaba như một người kế nhiệm tiềm năng của lãnh tụ tối cao Iran Khamenei vào năm 2009, tôi không tin, nhưng bây giờ thì khác, ông ấy là một nhân vật đáng chú ý. Ông ấy đáng chú ý bởi ông ấy gần như không xuất hiện trước công chúng. Theo ông Azizi, ngày càng có nhiều người trong giới chính trị Iran bắt đầu công khai ủng hộ ông Mojtaba. Ông Mojtaba, 55 tuổi, là con thứ hai trong số 6 người con của ông Khamenei. Ông được mô tả là nhân vật trong bóng tối của chính trường Iran vì tuy ít xuất hiện nhưng được cho là có tầm ảnh hưởng rất lớn. Là người theo đường lối bảo thủ cứng rắn, ông lớn lên trong giới tinh hoa chính trị và giáo sĩ của Iran và sau đó thúc đẩy các mối quan hệ trong lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Ngày nay, người ta tin rằng ông đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành văn phòng của cha mình. Ông Mojtaba giảng dạy tại chủng viện lớn nhất Iran ở Qom, nhưng các nhà lãnh đạo tôn giáo khác đã phản đối bằng cấp của ông. Ông chưa đạt được thứ hạng cao trong hệ thống giáo sĩ Shia, điều mà từ lâu được coi là cần thiết để đảm nhận vai trò lãnh đạo tối cao. Tuy nhiên, ông lại có khả năng vận động chính trị. Ông cũng được cho là có mối liên hệ cấp cao khác với bộ máy an ninh của Iran. Cũng trong diễn biến liên quan, sự ra đi bất ngờ của Tổng thống Raisi làm dấy lên đồn đoán rằng Israel, đối thủ lâu năm của Iran hoặc Mỹ có thể đứng sau vụ tai nạn. Các quan chức Mỹ lo ngại vụ tai nạn trực thăng khiến Tổng thống Iran thiệt mạng có thể gây ra một cuộc chiến tranh thế giới mới. Một quan chức giấu tên nói với Politico rằng vào thời điểm đó, câu hỏi liệu đây có phải là cách thế chiến thứ ba bắt đầu hay không, không còn là một câu hỏi điên rồ nữa. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington không liên quan tới vụ việc. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, bất chấp mối quan hệ căng thẳng với Iran, Washington đã gửi lời chia buồn chính thức và sẵn sàng hỗ trợ Tehran trong hoạt động tìm kiếm trực thăng. Trong khi đó, một quan chức Israel giấu tên cũng phủ nhận việc nước này có liên quan đến vụ tai nạn trực thăng chở Tổng thống Iran. Quan chức này nói với hãng tin Reuters rằng không phải chúng tôi. Houthi đã sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm mới, nhanh chưa từng có, tấn công các mục tiêu trên Biển Đỏ và Vịnh Aden. Thông tin trên do chỉ huy tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Caney của Mỹ, Jeremy Robertson, nói với Business Insider. Tên lửa đạn đạo chống hạm là vũ khí nguy hiểm mà chưa có quân đội nào từng phải giáp chiến cho tới khi Houthi ở Yemen sử dụng tấn công mục tiêu trên các tuyến đường thủy quan trọng ở Trung Đông. Từ cuối năm ngoái, Houthi đã bắn hàng chục tên lửa đạn đạo chống hạm vào các mục tiêu trên Biển Đỏ và Vịnh Aden. Mặc dù các tàu chiến Mỹ trong khu vực đã nhiều lần đánh chặn loại tên lửa này, song một số tàu thương mại vẫn trúng đòn, dẫn tới thiệt hại, thậm chí cả thiệt mạng như cuộc tấn công hồi tháng 3. Chỉ huy tàu USS Caney thừa nhận tên lửa đạn đạo chống hạm mà Houthi sử dụng nhanh chưa từng có, đồng thời khẳng định nó thực sự là một thách thức, nhưng chúng tôi cũng có những khả năng nhất định để phát hiện và đánh chặn chúng. Trước đó, theo trang Warzone, phiến quân Houthi ở Yemen đang sử dụng kho tên lửa hành trình chống hạm ngày càng đa dạng và bố trí các máy bay không người lái kamikaze dẫn đầu trong hàng chục cuộc tấn công trong và xung quanh Biển Đỏ những tháng gần đây. Nhưng bất chấp tất cả những điều này, chi tiết về kho vũ khí tên lửa chống hạm của Houthi vẫn còn mù mờ. Và gần đây, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS đã đưa ra thông tin hữu ích về những vũ khí này. IISS lần đầu tiên công bố nghiên cứu về kho tên lửa chống hạm của Houthi vào tuần trước. Trong đó có 6 loại tên lửa đạn đạo chống hạm và 6 tên lửa hành trình chống hạm. Điều đáng chú ý trước tiên là nhóm Houthi tuyên bố rằng phần lớn kho tên lửa cũng như máy bay không người lái của họ đã được phát triển trong nước. Houthi đã công khai ít nhất 6 tên lửa đạn đạo chống hạm khác nhau. Tất cả đều đã ra mắt tại các cuộc duyệt binh lớn trong những năm qua. Số này đều được trang bị thiết bị tìm kiếm quang điện, hồng ngoại ở mũi. Đây sẽ là phương thức dẫn đường chính của chúng trong giai đoạn cuối của chuyến bay. Lực lượng Houthi của Yemen rõ ràng đã tích lũy được một kho tên lửa chống hạm rất đa dạng và thực tế, đồng thời cũng cho thấy sự sẵn sàng và năng lực sử dụng chúng. Việc nhóm sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm trong hoạt động trong những tháng gần đây là đặc biệt đáng chú ý. Tuy nhiên, trong ít nhất 26 sự cố riêng biệt trong và xung quanh Biển Đỏ kể từ tháng 10 năm ngoái, các cuộc tấn công của Houthi đã không đánh chìm một con tàu hoặc dẫn đến hậu quả nào. Tất cả những điều này có thể đặt ra câu hỏi về quy mô và phạm vi thực sự của khả năng chống hạm của Houthi, cũng như nhóm này có thể duy trì nhịp độ hoạt động hiện tại trong bao lâu. Kho dự trữ bất kỳ loại tên lửa chống hạm nào khác nhau của Houthi nhiều đến mức nào sẽ là một yếu tố quyết định nhóm này có thể duy trì các cuộc tấn công trong bao lâu. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.